Chào bạn Hồng Mạnh, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến với chương trình. Thì bác sĩ Nam xin phép được trả lời hai cái vấn đề mà bạn đặt ra như sau. Ung thư dạ dày là một dạng bệnh lý ung thư khá là thường gặp và nằm trong số 3 nhóm ung thư hay gặp nhất tại Việt Nam, với cái tỷ lệ mắc cỡ vào khoảng 17,5 nghìn trường hợp mới mắc hàng năm. Bệnh thường gặp ở cái độ tuổi khoảng trên 50 tuổi với các cái yếu tố nguy cơ như là nhiễm HP, như là các cái tổn thương bệnh lý nội tại của dạ dày, viêm loét dạ dày điều trị không triệt để, các cái viêm teo dạ dày, và đặc biệt là nó có liên quan đến cái chế độ dinh dưỡng không hợp lý, ví dụ như là chế độ ăn mà có nhiều muối, nitrat, nitrit nằm trong dưa muối, cà muối, vân vân. Việc chẩn đoán xác định ung thư dạ dày thì phải dựa vào nội soi và bấm sinh thiết làm giải phẫu bệnh lý. Chẩn đoán giai đoạn thì người ta sẽ phải dùng thêm các cái xét nghiệm khác như là chụp X quang phổi, siêu âm bụng, cắt lớp ngực, vân vân. Và từ đó bác sĩ sẽ đưa đến cái kết luận là bệnh nhân đang nằm ở cái giai đoạn nào. Ung thư nói chung và ung thư dạ dày nói riêng thì thường sẽ chia ra là 4 giai đoạn. Trong đó giai đoạn 1, giai đoạn 2 là ung thư còn ở giai đoạn khu trú tại chỗ. Giai đoạn 3 là giai đoạn đã có lan tới tại vùng di căn hạch. Và giai đoạn 4 là giai đoạn đã có tiến triển di căn xa. Bố bạn được chẩn đoán là ở giai đoạn 2. Thế như vậy là giai đoạn còn tương đối là sớm. Và thường thì các cái bệnh nhân sẽ có những cái cảm nhận về bệnh tật của chính bản thân mình. Và như vậy hơn ai hết, cái việc trao đổi, chia sẻ thông tin về bệnh tật, về cái khả năng điều trị với người bệnh, theo bác sĩ Đạp nghĩ là rất quan trọng, giúp cho người bệnh cảm thấy an tâm hơn, thoải mái hơn trong cái việc là tiếp cận các cái phương pháp điều trị cho mình. Cái việc chẩn đoán ở giai đoạn sớm, giai đoạn 2, đồng nghĩa với việc là cái khả năng khỏi bệnh. Và trong giới ung thư chúng tôi thì nó dùng một cái tỷ lệ gọi là tỷ lệ sống sau 5 năm, nó đạt được một cái con số cỡ vào khoảng trên 70%. Như vậy tiên lượng là khá là tốt. Và điều trị ung thư dạ dày nói riêng hay ung thư tiêu hóa nói chung thì là thường áp dụng phương pháp phẫu thuật đóng vai trò then chốt nhất. Các biện pháp khác thì thường đóng vai trò hỗ trợ như là hóa trị hay xạ trị. Và đặc biệt đối với độ tuổi 70, trên 70 tuổi, 76 tuổi như của bố bạn Hạnh thì các cái phương pháp điều trị khác như hóa chất hay xạ trị thì vai trò của nó sẽ không được nhiều, với các cái ảnh hưởng không mong muốn lên các cái cơ quan trong cơ thể của mình nó nhiều hơn. Cái biện pháp mổ là biện pháp là được đặt ra, không còn phải bàn cãi nữa, trừ trường hợp là thể trạng của bác không đủ để mổ. Cung cấp thêm một cái thông tin khá là hữu ích mà cũng ít người biết, đó là tuổi càng cao thì cái tiến triển của bệnh ung thư người ta đánh giá là càng chậm. Do vậy tiên lượng của bác người ta vẫn còn rất là khả quan. Bạn hỏi về một số lưu ý cho người bệnh điều trị bệnh lý ở cái tuổi cao như thế này, thì bác sĩ Nam có thể trao đổi với bạn như sau. Là đối với người cao tuổi thì cái đường tiêu hóa, đặc biệt là những hóa sau khi mà mổ, thì thường có khả năng phục hồi chậm, nhu động thường là chậm hơn so với độ tuổi còn trẻ. Và nhất là bệnh nhân thường hay nằm lâu thì dẫn đến cái tình trạng là bội nhiễm phổi, viêm tắc tĩnh mạch và các cái bệnh lý tiềm tàng khác như là đái tháo đường, cao huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính sẽ làm chậm cái quá trình hồi phục của bệnh nhân và thậm chí làm cho tình trạng toàn thân của bệnh nhân có xu hướng tiến triển nặng hơn. Do vậy, đối với bệnh nhân trên 70 tuổi như bố của bạn Hạnh thì bác sĩ thường là khuyến cáo là bệnh nhân sẽ phải ngồi dậy vận động sớm ngay sau mổ để tránh các cái ứ động, đặc biệt là ứ động tại phổi, và tập cho ăn sớm như cái chương trình hôm nay chúng ta có trao đổi, vỗ phổi và phải sát sao đối với từng thay đổi nhỏ đối với bệnh nhân. Cái điều này cần phải sự phối hợp giữa cả bác sĩ lẫn các người thân của người bệnh để giúp phát hiện những tổn thương dù là nhỏ nhất của bệnh nhân, thì chúng ta có thể điều trị sớm để tránh để lại những biến chứng về sau. Xin cảm ơn bạn.